Chắc hẳn nhìn cái quang cảnh này mọi người không nghĩ ở đây đang là ở bệnh viện đúng không? Đây là tầng 5 của bệnh viện SAS Cần Thơ, bệnh viện đột quỵ và tim mạch đó mọi người. Lâu rồi Thảo ít ra clip là do Thảo đang nằm viện ở đây. Nay Thảo khỏe hơn một tí rồi, Thảo sẽ dẫn mọi người tham quan sơ về bệnh viện này nha. Đây được mệnh danh là cứu tinh cho bệnh nhân đột quỵ và tim mạch đó mọi người. Khoa đột quỵ là nằm ở lầu 5. Phòng này gồm có 6 giường, toilet rất là rộng, thoáng và sạch sẽ, và được dọn vệ sinh ngày 3-4 lần lận á. Mỗi giường bệnh thì có sắp xếp sẵn một cái ghế bố xếp dành cho người nuôi bệnh. Ở phía sau hành lang á thì có gắn sẵn những cái dây phơi đồ như thế này. Còn ở một góc khác thì có một cái view cực kỳ yên bình và thoải mái. Còn đây là căn tin của bệnh viện nằm ở tầng 9. Ở đây cũng có một cái góc mình ngồi thư giãn. Bệnh thì bệnh, khi mà mình ngồi nhìn ra bên ngoài như thế này thì cảm giác rất là bình yên và không lo lắng gì hết á mọi người. Kế bên cái căn tin á thì mình có một cái phòng hội nghị và có trưng bày một số loại xe cổ nữa. Rồi ai muốn giải lao á thì có sẵn bàn đánh bóng bàn và bàn pizza luôn á. Mỗi bệnh nhân thì sẽ được cấp một cái thẻ đi thang máy riêng dành cho tầng bệnh ở đó. Thảo nằm ở tầng 5, khi mình quẹt thẻ mình mới bấm được lầu 5 nè. Bên dưới bệnh viện thì có một số cái view như thế này thôi. Giờ Thảo gom hành lý về nhà đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những chiếc clip nấu ăn cho đầu đậu nhà Thảo nhé.